Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp chó ngoan không cản đường, mau cút. Lăng Hàn dùng ngón tay giơ giơ. Ha, ha, la đạt cười gần. người trẻ tuổi bây giờ thực là người không biết không sợ, đối mặt thần thai cảnh như hắn, lại là tồn tại trên thiên kiêu bảng, lại còn dám lớn lối như vậy. Hắn hừ một tiếng nói ta tạm thời không tính toán với ngươi, nói, tại sao ngươi biết chư tiên tử nói đến nói đi, hắn vẫn không bỏ xuống được thái độ của chư toàn nhi với lăng hàn, giữa hai người đến cùng có quan hệ gì. Chư toàn nhi lại hành lễ với lăng hàn, há, ngươi nói toàn nhi sao? Lăng hàn cười hì hì, thuận miệng nói bậy, nàng là con dâu nuôi từ bé của nhà ta, thấy ta đương nhiên phải hành lễ, chư nhi nhà ta vẫn hiểu tam tòng tứ đức. La đạt bị hắn dọa đến sững sờ sau đó mới phản ứng lại nói, nói hưu nói vượn. Chư Toàn Nhi là đệ tử đắc ý của bán Nguyệt Tông, làm sao có khả năng là con dâu nuôi từ bé của nhà ai? Chà chà, cái này cũng bị ngươi phát hiện, thật thông minh. Lăng Hàn cố ý khen. La đặt đen mặt thiếu niên này lại dám trêu chọc mình như hầu tử hai mắt hắn phun lửa nói, lại không thành thật đừng trách ta vô tình. Hắn thả ra khí tức của thần thai cảnh cuồn cuộn giật động đối với thiên tài như hắn mà nói hơn một tháng đủ để thay đổi rất nhiều như hắn thì hoàn toàn ổn định cảnh giới tu vi đẩy mạnh đến thần thai tầng một hậu kỳ thực lực so với lúc chiến đấu cùng trầm trung thành chỉ ít mạnh hơn ba phần hắn có không gian tăng lên vô hạn nhưng linh hải tầng chín nện vững chắc như thế nào đi nữa cũng có cực hạn mà càng tiếp cận cực hạn tăng lên sẽ càng khó khăn bởi vậy thời gian giống nhau thực lực của hắn tăng lên nhất định phải vượt qua trầm trung thành Tái chiến với Trầm Trung Thành, hắn tự tin có thể thắng. Lăng Hàn cố ý ôm vai nói, "Không đừng làm ta sợ, con người của ta rất dễ chấn kinh." "Ha ha, ngươi xác thực nên chấn kinh, bởi vì ngươi đối mặt chính là La Đạt trên Thiên Kiêu bảng." La Đạt ngạo nhiên nói, đối với Lăng Hàn sợ hãi cảm thấy thỏa mãn. Lăng Hàn tiếp tục nói, "Ta kinh sợ sẽ phát điên thích đánh người." Không biết bao nhiêu người bị ta đánh đến quỳ trên mặt đất gọi ra ra, không phải ngươi cũng muốn gọi như vậy chứ, khóe miệng của La Đạt co giật một hồi. Chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt này miệng nham hiểm, hắn điềm nhiên nói, ngươi miệng tiện như thế, đó là đang tự tìm đường chết. Này này này, ngươi lại làm ta sợ, Lăng Hàn cười nói, ta không phải dọa ngươi, ta là thật biết đánh ngươi là đặt ra tay, tay phải thỏ ra, ý chí võ đạo lưu truyền, oanh, ánh sáng bắn ra, hắn giống như dẫm thần hà mà đến, khí thế uy vũ. Lăng hàn khẽ mỉm cười, tay phải ngưng tụ thành nắm đấm, chờ đối phương chộp tới, đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng trầm hưởng vang lên, hai người đồng thời lui về phía sau vài bước. Lăng Hàn kinh ngạc nói, hơi xem thường ngươi rồi, lại có thể bức lui ta. Ai, làm người quả nhiên không thể quá kiêu ngạo, cái này cần sửa. Da sát, la đạt vừa giận vừa sợ, lời này hẳn là hắn nói mới đúng. Hắn là thần thai cảnh, về mặt chiến lực nên tuyệt đối nghiền ép linh hải cảnh mới đúng, nhưng sau một đòn, tuy hắn không dùng toàn lực càng không có sử dụng võ kỹ. Nhưng này cũng là một đòn của thần thai cảnh A, then chốt là, lăng hàn còn chưa đạt đến linh hải tầng 9, nhưng sức chiến đấu kinh người như vậy, hầu như là trầm trung thành thứ hai. Đây thực sự là yêu quái A trên thiên kiêu bảng khóa này, thiếu niên kia tuyệt đối là hắc mã, sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Nghĩ tới đây, la đạt nổi lên sát tính, trên thiên kiêu bảng không cần yêu nghiệt như vậy cạnh tranh với hắn. Động sát tâm với ta, lăng hàn lắc đầu nói, vốn không cừu không oán, ta đánh ngươi một trận cũng coi như thôi, nhưng ngươi lại động sát ý với ta, vậy ta chỉ phải diệt ngươi, cái này gọi là không chịu thiệt. Giết ta, La Đạt cười gằn, coi như Trầm Trung Thành hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi đối phương còn chưa đạt tới linh hải tầng 9. Hắn phát kiếm, hai thanh đoàn kiếm bay múa. Công kích cuồn cuộn mà tới. Lăng Hàn tiện tay chiêu một cái, vèo, một cành cây rơi vào trong tay hắn. Hắn mỉm cười nói, ta dùng cành cây này giết ngươi. La Đạt nổi giận, Trầm Trung Thành quyết chiến với hắn thì không rút kiếm, hiện tại Lăng Hàn lại dùng một cành nói muốn giết hắn, hai người này quá không để hắn ở trong mắt hắn phẫn nộ rên một tiếng. Nói, chẳng mấy chốc ngươi sẽ ăn lấy ác quả. Có thực lực sẽ tự tin như thế. Lăng Hàn cười ha ha nói, chủ động xuất kích một kiếm, dương động, xèo xèo xèo, bảy đạo kiếm khí bộc phát. Bảy đạo kiếm khí, la đạt kinh ngạc thốt lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ tu luyện ra sáu đạo kiếm khí mà thôi. Đi chết, la đạt múa xong kiếm từng sợi tơ màu trắng tung bay, hình thành mạng nhện. Đây là bí thuật hắn tu luyện, có thể hóa kiếm khí thành vật giống như lưới cá, vừa thu lại. Lực sát thương khủng bố sẽ bộc phát ra. Không phải thua một đạo kiếm khí sao, hắn có ưu thế một cảnh giới lớn, lại có linh khí trong tay, đủ để bù đắp. Phốc 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 kiếm khí của lăng hàn chém tới, lưới cá. Nhất thời xé lưới cá ra từng lỗ hồng, nhưng những kiếm khí này cũng dập tắt theo, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng sắc mặt của la đạt càng ngày càng khó coi hắn rõ ràng có ưu thế một cảnh giới lớn còn dùng linh khí kích thích ra kiếm khí dù như vậy kiếm khí của song phương ở trên chất lượng cũng chỉ hòa nhau phải biết chất lượng kiếm khí quyết định bởi ba điểm sức mạnh của bản thân lĩnh ngộ kiếm đạo cùng vật dẫn đánh ra kiếm khí hắn ở sức mạnh vật dẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng vẫn hòa nhau có thể thấy được hắn lĩnh ngộ kiếm đạo kém lăng hàn bao nhiêu thế nào lăng hàn cười nói dương động cành cây lần thứ hai gọt về phía la đạt Nguyên lực rót vào cành cây này cũng rắn như kiếm thép. Cuồng ngạo tự đại, chỉ có thể tự chịu diệt vong. La Đạt cười gần, vùng kiếm đón nhận vô số sợi tơ chen chúc muốn nhốt Lăng Hàn vào trong. Lăng Hàn không có ý chiến đấu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc vận chuyển ra Huyền Diệu Tam Thiên. La Đạt cảm giác toàn thân phát lạnh, hiện tại khí thế của Lăng Hàn đang tản ra để hắn hồi tưởng lại yêu hồi nguyệt. Lúc trước hắn chỉ nhấc tay kiếm ý lăng thiên, dễ dàng liền đánh giết hai vị thần thai tầng 9. Hai người tiệt nhiên không giống nhưng khí tức tản mát ra lại tương tự kinh người. Điều này làm cho chân hắn mềm nhũn. Quanh 276 ánh kiếm di động đánh về phía La Đạt. La Đạt cắn răng, soạt 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 hắn vừa lùi vừa vung kiếm. Hình thành một lưới kiếm khí ở trước người. Phốc 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 ánh kiếm kéo tới tấm lưới ẩm ẩm phá nát tốc độ hắn bệnh còn kém xa tính phá hoại của ánh kiếm. Tuy ánh kiếm cũng bởi vậy tổn thất mấy chục đạo nhưng còn gần 200 đạo oanh đến. La đặt giống to, đem hết toàn lực ngăn chặn. Ánh kiếm dâng lên, cả người hắn đều là thương tích. Nhưng tính mạng vẫn còn. Dù sao, ánh kiếm này là dùng cành cây kích phát không chỉ số lượng còn lâu mới đạt đến 800, hơn nữa lực sát thương của ánh kiếm cũng yếu đi rất nhiều lại thêm la đạt dù sao cũng là thần thai cảnh nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp cuối cùng để hắn tránh được một tiếp lại không chết lăng hàn sững sờ sau đó lắc đầu nhẹ buông tay nhánh cây kia liền hóa thành bột mịn đó chỉ là cành cây phổ thông mà thôi nào chịu được kiếm ý của hắn nguyên lực vừa dứt tất nhiên sẽ tiêu tan la đạt ngơ ngác nhìn lăng hàn thiếu niên này là yêu quái sao rõ ràng chỉ là linh hải tầng 7 mà thôi, nhưng sức chiến đấu còn cường đại hơn trầm trung thành, chỉ dựa vào một cành cây làm kiếm, lại suýt chút nữa đánh giết hắn. Lăng Hàn vuốt cầm nói. Làm sao bây giờ, nói chỉ dùng cành cây, nhưng lại không thể giết người, lần này lúng túng rồi. Hàm răng của La Đạt run lên, nhưng trên mặt rất kiên định nói, muốn giết cứ giết, đừng nhục nhã ta. Lăng Hàn cười hì hì nói, cũng coi như là nhân vật trên thiên kiêu bảng, chỉ ít còn có chút cốt khí. Được rồi, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta chỉ đành tác thành ngươi. La Đạt không khỏi co giật lẽ nào đối phương có ý buông tha hắn, nhưng vừa nãy hắn kiên cường như thế. Không phải trực tiếp đập chết cái mạng nhỏ của mình sao? Cái kiên cường này đánh đổi cũng quá lớn đi. Vẻ mặt của Lăng Hàn đột nhiên trở nên nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lại bầu trời nói, nếu các hạ đến rồi, hà tất che đậy làm chi? Hà hà, chỉ là đi ngang qua, xem náo nhiệt mà thôi. Một trung niên hơn 30 tuổi từ trên ngọn cây nhảy xuống, vóc người thon dài, dù cho đã trung niên nhưng vẫn tỏa ra phong thái mê người. Thần thai tầng 9, Lăng Hàn thầm tính toán, tay không, sức chiến đấu của hắn gần như thần thai nhị tinh, sử dụng huyền diệu Tam thiên có thể để cho sức chiến đấu của hắn bay thẳng Tam tinh, lại thêm hai linh khí. Như vậy có thể đạt đến thất tinh, sau đó dùng trận pháp bổ trợ, cực hạn có thể so với thần thai cửu tinh. Đây là cực kỳ kinh người, phải biết hiện tại hắn chỉ là linh hải tầng 7A. Sức chiến đấu vượt qua dòng dã một cảnh giới lớn, đây thực sự là muốn nghịch thiên rồi. Đương nhiên, nếu như tính hắc tháp quán lực vào, quên đi, đây không phải sức chiến đấu thường quy. Mỗi cảnh giới chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Có điều, hắn yêu nghiệt, đối thủ cũng có thể yêu nghiệt, sức chiến đấu của thần thai tầng 9 không hẳn chỉ có 9 tinh, khả năng là 10 tinh cũng có khả năng là 15 tinh, thậm chí 20 tinh, ai biết được. Các hạ xưng hô như thế nào? Lăng Hàn cười nói, họ đinh tên nguyên tâm. Trung niên nam tử này cười nói, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Nguyên tâm, ca ca của đinh cao dương, nhân vật trên thiên kiêu bảng giới trước, hình như xếp hạng còn không thấp. Bởi vậy, Lăng Hàn lập tức có thể xác định, sức chiến đấu của đối phương tuyệt đối không chỉ chín tinh không có năng lực vượt cấp chiến đấu có thể đăng lên thiên kiêu bảng sao đùa giỡn làm sao cũng phải có sức chiến đấu vượt qua năm tinh mới được lang hàn nha một hồi nói ta thật giống như nghe nói qua một người tên đinh cao dương ngươi biết không đó là đệ đệ của ta nguyên tâm nói vậy thì thật không tiện bị ta làm thịt rồi lang hàn nhún vai một cái ta biết vì lẽ đó ta đến giết ngươi Nguyên tâm bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói lại tỏa ra hàn ý cực kỳ lạnh lẽo. Lăng hàn sờ cầm nói, ngươi xác định đến giết ta. Ngươi xác thực rất bất phàm, mới chỉ là linh hải tầng 7 mà thôi, nhưng sức chiến đấu lại đột phá cực hạn của linh hải cảnh đạt đến thần thai nhị tinh, thậm chí tam tinh. Nhưng cũng chỉ như vậy ta là thần thai tầng 9, sức chiến đấu có thể đạt tới 15 tinh, ngươi làm sao chặn. Nguyên tâm từ tốn nói, thong dong đến cực điểm. Vậy còn chờ gì nữa, để cho ta tới thử xem sức chiến đấu của thần thai 15 tinh a à? Lăng hàn cười ha ha nói, như ngươi mong muốn, nguyên tâm hừ một tiếng, thân hình lóe lên, đã đến trước người lăng hàn, một trưởng vỗ về chán của hắn, trưởng chưa tới, nguyên lực đã hạo nhiên oanh đến, tràn ngập lực sát thương đáng sợ. Thân hình của lăng hàn lui về phía sau, vù, lôi đình chiến giáp đã vận chuyển, hình thành một hàng rào tia sét ma sinh kiếm cũng cầm ở trong tay, hắn thắp sáng hai cái mạch văn một chiêu kiếm gọt qua, bảy đạo kiếm khí ngang dọc. Đùng, dưới một đòn, hắn vẫn bị đập bay ra ngoài, bàn tay, cổ cùng da rẻ nứt toát, lộ ra từng vết máu, sức chiến đấu của thần thai 15 tinh thật đáng sợ. Mà hắn vẫn chưa vận chuyển tiểu thiên nguyên linh xa trận, tự nhiên không địch lại. Nhưng nguyên tâm lại lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy đòn đánh này hắn chưa toàn lực ứng phó, bất quá lấy thực lực của hắn một đòn tùy ý ít nhất cũng có 10 tinh, nhưng chỉ đánh nứt da rẻ của Lăng Hàn, đây cũng quá khuếch đại đi. Lăng Hàn thầm tính, nếu không phải hiện tại hắn vẫn là nham thạch thề. Không thể bước vào thiết bị thể bằng không sức mạnh như vậy phản chấn, ngay cả làn da của hắn cũng không cách nào đánh nứt. Chỉ có la đạt kinh hãi đến đổ mồ hôi. Hóa ra lăng hàn cường đại đến mức độ như vậy, hắn lại còn muốn đánh giết đối phương, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vấn đề là tại sao hắn có thể cường như thế? Đây là linh khí gì nguyên tâm nhìn chằm chằm ma sinh kiếm trong tay lang hàn, vừa nãy nếu không phải bị thanh kiếm này chấn nhiếp để sức chiến đấu của hắn rơi xuống một đoạn. Bằng không lang hàn không chỉ bị đánh bay đơn giản như vậy. Không chỉ thanh kiếm này, chiến giáp trên người của đối phương cũng có hiệu quả phòng ngự kinh người, hai cái gia trì Mới để lang hàn nắm giữ sức chiến đấu ngang hàng thần thai thập tinh. Người đoán đi. Lăng Hàn cười nói, không nói cũng không sao, chờ ta đoạt lại, vậy thì là của ta rồi. Nguyên Tâm tự tin nói, sức chiến đấu của hắn cao tới 15 tinh, mà vừa nãy Lăng Hàn đỡ một đòn tùy ý của hắn cũng có chút khó khăn, thì làm sao chống được toàn lực của hắn. Sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Lăng Hàn vỗ tay cười nói, là tưởng tượng hay hiện thực chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết. Trong ánh mắt Nguyên Tâm toát ra vẻ tham lam, hai linh khí trên người Lăng Hàn để hắn đỏ mắt mặc kệ là báo thù cho đệ đệ hay cướp đoạt hai linh khí kia, hắn đều phải đánh giết Lăng Hàn. Oanh, hắn xuất thủ, vỗ ra một trường. Phong Vân Dũng động, thần thai tầng 9 đã là cực hạn mà người phàm tục có thể đạt đến, uy thế tự nhiên khủng bố, hắn đánh ra một trường này, từng mạch văn phát sáng oanh, liệt diễm vô biên xì ra. Biến bốn phía thành biển lửa. A à, La Đạt kêu thảm thiết vội lăn lộn chạy ra ngoài, hắn chỉ là thần thai tầng một mà thôi, làm sao có thể chống đỡ ngọn lửa này trên lôi đình chiến giáp mạch văn chen chúc tỏa ra ánh sáng lôi đình vô tận quấn quanh ở trên người lăng hàn cản lại hỏa diễm oai nhưng này cũng có hạn cảnh giới của hắn còn thấp sức mạnh sấm sét kích thích ra không đủ mạnh đánh không lại hỏa diễm oai lăng hàn xuất kiếm bảy đạo kiếm khí ngang dọc đỏ sức với nguyên tâm không đáng chú ý nguyên tâm cười gằn yếu thế cảnh giới của hắn thực sự quá lớn bất luận lăng hàn dùng thủ đoạn gì cũng không thể bù đắp tranh lệch như vậy Lăng Hàn không đáp chỉ tiếp chiến. Tay trái của hắn rung lên, tế tử kim văn bổng, bày ra tiểu thiên nguyên linh xà trận, nhất thời, linh xà hiện lên, tiến vào trong cơ thể hắn, lần thứ hai tăng sức chiến đấu của hắn lên. Ồ, trận pháp, nguyên tâm lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn là trận pháp sư. Có điều coi như bố trí trận pháp, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, kém xa lắm. Hoành quanh oanh, hai người ác chiến, nhưng không có chút hồi hộp nào, tình cảnh nghiêng về một phía, Nguyên Tâm chiếm thượng phong tuyệt đối, chỉ mười mấy chiêu. Lăng Hàn đã ngàn cân treo sợi tóc, cái này vẫn là hắn có lôi đình chiến giáp, bằng không đã sớm chết rất nhiều lần, nhưng dù vậy, hắn vẫn ăn vết thương đầy rẫy, có vài chỗ thương tới xương cốt. Ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn. Sau khi chiến đến sơn cùng thủy tận, Lăng Hàn bắt đầu trốn. Nguyên Tâm tự nhiên theo sát không nghỉ hai người triển khai đại trốn giết. Tại sao Lăng Hàn không trốn vào trong hắc tháp? Đó là hắn không muốn quá ỷ lại hắc tháp. Hắc tháp đúng là trí bảo bảo mệnh nhưng Lăng Hàn không coi đây là lá bài tẩy không gì làm không được vạn nhất gặp phải cao thủ hắc tháp không thể chống đối. Vậy làm sao bây giờ cái này không chút khuếch đại, phải biết hắc tháp cũng trọng thương mà trên đời này cường giả nhiều lắm. Hơn nữa cứ gặp phải nguy hiểm liền trốn vào hắc tháp cái này sẽ làm lăng hàn mất đi huyết tính và dũng khí. Muốn leo lên đỉnh cao võ đảo, dũng khí là bản chất tuyệt đối không thể mất đi. Vì lẽ đó lăng hàn thà rằng vết thương trồng chất cũng không muốn dễ dàng trốn vào hắc tháp. Hắn muốn dùng nguyên tâm đến mài rũa bản thân bởi vì hắn cảm giác được đạo kiếm khí thứ 8 đã sắp mở rộng. Hắn là loại tính cách gặp áp lực càng lớn thì tính dai, đấu trí càng mạnh bởi vậy nguyên tâm là một viên đá mài dao rất tốt có thể đánh bóng hắn. Hết lần này tới lần khác, Lăng Hàn đều suýt chút nữa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng Bất Diệt Thiên Kinh triển khai, thương thế nặng đến đâu cũng phục hồi rất nhanh, để hắn có thể chạy đi. Liên tục 7 ngày, Lăng Hàn vừa đánh vừa lui, lần nguy hiểm nhất là ngực của hắn bị bắn trúng, chính là cửa động bị phá tan của Lôi Đình chiến giáp, suýt chút nữa để trái tim của hắn bể mất. Cũng còn tốt, một giọt Bất Diệt chân dịch vận chuyển, thương thế của hắn lập tức khôi phục, nhưng cũng làm cho hắn kinh chảy mồ hôi lạnh. Nhưng chính như thế, Lăng Hàn Thu được cảm ngộ một chiêu kiếm chém ra, đánh ra đạo kiếm khí thứ tám. Cái gì? Còn người của nguyên tâm chừng to, rõ ràng một chiêu kiếm suýt chút nữa đâm thủng ngực của Lăng Hàn, dưới nguyên lực xung kích lục phủ ngũ tạng của đối phương nên bể nát. Nhưng đối phương không chỉ không sao, trái lại còn tiến thêm một bước, hình thành đạo kiếm khí thứ tám. Đây thực sự là quái thai a à. Lăng Hàn cười ha ha nói, cảm tạ. Tạ muội muội ngươi hắn căn bản không muốn giúp trợ lang hàn ngộ đạo a nguyên tâm âm lệ nói tám đạo kiếm khí thì đã làm sao cái này căn bản không có cách nào bù đắp cảnh giới chênh lệch nói không sai vì lẽ đó không chơi với ngươi nữa lang hàn bắn lên tiến vào trong rừng rậm thân hình lóe lên đã tiến vào hắc tháp trong thời gian ngắn hắn không thể đánh bại nguyên tâm nếu tu ra đạo kiếm khí thứ tám như vậy nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên không cần chiến đấu nữa, hắn còn phải tu luyện nha. Nguyên Tâm truy đến, nhưng đã không còn hình bóng của Lăng Hàn, tự nhiên gào thét liên tục. Truy sát 7 ngày 7 đêm, nhưng không giết được một tên võ giả linh hải tầng 7. Trái lại để đối phương ở dưới áp lực cực lớn tu ra đạo kiếm khí thứ 8, chuyện này quả thật là quất hắn một bạt tai. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi." Nguyên Tâm lạnh lùng nói, "Bảo vật trên người của ngươi đều là của ta." Chấm, Lăng Hàn ở trong hắc tháp tu luyện một hồi, mấy ngày nay hắn không phải chiến đấu thì chạy trốn, nào có thời gian tu luyện, nhưng chiến đấu đúng là thủ đoạn tăng lên tốt nhất. Hắn phát hiện thân thể của mình ở vào một loại trạng thái đặc thù nào đó, bất luận đối với linh khí hay nguyên lực đều có tính dung hợp rất tốt. Trong trạng thái này, việc tu luyện của hắn có thể tăng mạnh hơn 10 lần. Cái này cực kỳ kinh người, rõ ràng đã 7 ngày không tu luyện, nhưng hắn chỉ dùng một ngày liền bù đắp lại, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn 3 4 phần 10, chẳng trách kiếp trước đám người kiếm đế thiên phượng thần nữ hiếu chiến như vậy, sau khi bước vào sinh hoa cảnh, bởi vì linh dược có thể tăng cao tu vi cực kỳ ít ỏi. Mà nguyên tinh cũng giống như thế, hóa thần cảnh, thiên nhân cảnh nào đồng ý luyện chế lượng lớn nguyên tinh cho người ta sử dụng nhiều nhất chỉ luyện chế một hai khối ban cho hậu bối để chúng tìm hiểu ý chí võ đạo mà thôi bởi vậy lấy chiến nuôi chiến liền thành lựa chọn tốt nhất dù sao đan đế như lăng hàn kiếp trước cũng chỉ có một tên mà thôi người khác không thể phục chế con đường của hắn a à, lăng hàn gật đầu xem ra sau này nên tìm vài đối thủ lợi hại đánh nhau đương nhiên là không thể mạnh thái quá bằng không giao thủ một cái liền chết vậy còn tăng cái rắm Lăng Hàn đã sớm nhìn không thấu tu vi của hồ nữ, đánh qua mới biết tiểu nha đầu cũng tăng lên tới linh hải tầng 5, chỉ thấp hơn hắn tí tẹo, thật giống như ở sau lưng Lăng Hàn phất cái roi. Đốc xúc hắn không dám thả lỏng, bằng không sẽ bị hồ nữ vượt qua. Bị một tiểu nha đầu năm sáu tuổi vượt qua cái này thật mất mặt. Lăng Hàn và hồ nữ đi ra tháp cất bước một lúc lại va phải nơi đóng quân của người ta, chỉ thấy phía trước có chừng 10 lều vải mà hiện tại chính là giờ cơm, 13 người đang vây quanh đốt lửa trại ăn đồ vật. Ha 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 ha, các ngươi nhìn, thiếu niên này lại dẫn theo một tiểu nha đầu tiến vào ám ma xâm lâm. Nhìn thấy hai người lăng hàn, có mấy người cười ha ha nói. Xác thực hồ nữ quá nhỏ rồi. Có thể đi tới đây, thiếu niên này thật không đơn giản nha. Có người nhìn thấy nhiều thứ hơn. Không phải là linh hải tầng 7 sao? T, linh hải tầng 7. Linh Hải tầng 7 chưa tới 20, cái này có chút kinh người. Thiếu niên, ngươi cũng vì Thiên vận thạch mà đến sao? Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi, hiện tại đã có rất nhiều sinh hoa cảnh xuất hiện, ngay cả thần thai cảnh cũng không chen mồm vào được, huống chi là linh hải cảnh. Chạy loạn như ngươi, chỉ đưa tới họa sát thân cho mình." Một ông già nói, tu vi thần thai tầng 7 lăng hàn nha một hồi cười nói tiền bối sao lại nói lời ấy lẽ nào hiện tại ám ma xâm lâm này còn không cho người khác đi vào xác thực như vậy ông lão kia gật đầu nói giá trị của thiên vận thạch quá cao tuy không có tác dụng với sinh hoa cảnh hóa anh cảnh nhưng đối với võ giả phía dưới mà nói lại cực kỳ quý giá có thể tạo ra được một thiên tài hiện tại tuy cường giả linh anh cảnh còn chưa xuất hiện nhưng sinh hoa cảnh đã đến rất nhiều loại tiểu nhân vật như ngươi chạy loạn khắp nơi bị người đập chết cũng không phải là không có khả năng. Thiếu niên, gia nhập thiên tàm viện chúng ta đi, làm công mấy ngày, mỗi ngày cho hai khối nguyên tinh, thế nào? Lăng hàn giả vờ kinh ngạc nói, tiền bối ta chỉ là linh hải tầng 7, có thể có tác dụng gì, gặp phải sinh hoa cảnh căn bản không phải là đối thủ A, đã tìm được vị trí của thiên vận thạch. Nhưng mọi người đều kiêng kỵ con yêu thú bảo vệ kia, không có ai tùy tiện ra tay, miễn bị người khác chiếm tiện nghi nhưng cách cục như vậy sẽ không kéo dài quá lâu mọi người nhất định sẽ kết minh giết chết con yêu thú kia trước đến thời điểm đó đồng minh tự nhiên vỡ tan nhà nào thực lực càng mạnh thì càng có cơ hội đoạt được thiên vận thạch linh hải cảnh cũng là sức mạnh không thể bỏ qua ông lão giải thích lăng hàn cười cợt cái gì là sức mạnh không thể bỏ qua đây chỉ là nói êm tai chỉ coi bọn họ thành bia đỡ đạn mà thôi nhìn sát ý trong mắt ông lão lăng hàn biết nếu hắn lắc đầu từ chối đối phương tất sẽ hạ sát thủ tuy hắn không sợ nhưng vì cái gì không lẫn vào bọn hắn trước tìm tới vị trí của thiên vận thạch đến thời điểm đó lại đục nước béo cò được. Hắn rất thoải mái đáp ứng, ông lão cũng lộ ra nụ cười, sát ý tiêu tan. Đây là một chi đội ngũ của thiên tàm viện nhưng chân chính thuộc về thiên tàm viện thì chỉ có ông lão kia tên tả vũ đạo, những người khác đều như lang hàn. Bị hắn nửa đường mời chào tới không cần phải nói đội ngũ bọn họ hoàn toàn là bia đỡ đạn thật gặp phải đại chiến gì vậy bọn họ đều là tới lấp mệnh có mấy người trong ánh mắt có vẻ yêu lo hiển nhiên nhìn ra chân tướng nhưng cũng có ít người vui sướng một ngày có thể kiếm hai khối nguyên tinh chuyện tốt như vậy đi đâu tìm chỉ có điều vạn nhất nhiều thế lực phát sinh đại chiến người nơi này phỏng chừng sẽ chết sạch thiên tàm viện cần giao nguyên tinh cho người chết sao Lăng Hàn bình tĩnh thong dong, hắn có hắc tháp sức lực mười phần, ngược lại có tâm đục nước béo cò. Hắn và hổ nữ giả heo ăn thịt hổ, mọi người thấy bọn họ một vẫn là thiếu niên, một cái khác là tiểu cô nương, thì sao có khả năng sinh ý đề phòng. Sau khi ăn cơm xong, đội ngũ này tiến về phía tây nam, nửa ngày sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện một thung lũng, nhưng lúc này ngoài gốc người ta tấp nập. Thật giống như mở hội vậy. Ánh mắt của Lăng Hàn quét qua, chỉ thấy nơi này chia ra rất nhiều thế lực, dùng lều vải đơn giản làm thành từng khu vực nhỏ, đại bộ phận thế lực còn cắm cờ xí. Tỷ Như Thiên Tàm viện chính là một yêu tàm màu tím, thực cốt lâu là một đầu lâu, Hàn Thủy Tông là một băng hà. Hàn Thủy Tông cũng tới. Lăng Hàn cười hì hì, lúc trước hắn ở Lạc Nguyệt Hạp đánh giết một tên đệ tử của Hàn Thủy Tông, nếu như hiện tại hắn hiển lộ thân phận, cường giả Hàn Thủy Tông có thể tìm hắn tính sổ hay không? nếu như không thể buông tha thì có khả năng này có điều dưới con mắt mọi người ai dám ra tay với một tên đan sư trừ khi tên đan sư này làm ra sự tình người người oán trách gây nên công phẫn nếu không nhất định phải suy tính quái vật khổng lồ như đan sư hiệp hội hơn nữa hiện tại lăng hàn đã là đan sư địa cấp vì một đệ tử linh hải cảnh nho nhỏ đắc tội đan sư địa cấp ha ha chỉ có con ruột chết mới sẽ liều như vậy đi lăng hàn tìm một vòng phàm là thế lực hắn biết cơ bản đã đến đủ ngoại trừ một nhà huyết quang lâu có người nói huyết quang lâu chủ chức bị một người tự xưng quyền đế đánh bại nhường ra vị trí lâu chủ hiện tại vị kế nhiệm kia thật biết nhịn đối mặt thiên vận thạch cũng không ra tay phải biết đồ chơi này coi như mình không cần ném cho linh bảo các đấu giá tuyệt đối là giá trên trời nha Lăng Hàn cực kỳ biết điều, ẩn giấu ở trong đội bia đỡ đạn của thiên tàm viện, mỗi ngày tu luyện một chút, phỏng đoán kiếm đạo và trận đạo. Thiên hạ đại đạo tương thông. Hắn ở trận Pháp Thu được cảm ngộ, mấy tu ra đạo kiếm khí thứ tám, nếm qua ngon ngọt tự nhiên để hắn hoàn toàn tự tin. Yêu hồi nguyệt chỉ 24-25, không ngờ tu ra chín đạo kiếm khí, thậm chí còn không chỉ vậy, cái này cho hắn áp lực rất lớn. Nhân vật thế hệ trước đều giá lâm người trẻ tuổi trên thiên kiêu bảng tự nhiên không cách nào tỏa phong quang, nhưng chư Toàn Nhi vẫn như một vầng minh nguyệt bất kể đi đến nơi nào cũng sẽ gây náo động, bị vô số người truy phùng. Trong thung lũng này có thiên vận thạch nhưng ở trong một sơn động có một con yêu thú tọa chấn, ngăn chặn đường đi, đến nay không người dám mạo hiểm. Bởi vì con yêu thú kia là kim huyết ma viên, yêu trung vương giả sinh hoa tầng 9 lại thêm yêu chung vương giả quyết định thực lực của con yêu thú này kinh người, hơn nữa yêu thú nơi này đều bị ý chí hỗn loạn ảnh hưởng tâm trí, mỗi con chỉ biết giết chóc. Để kim huyết ma viên trở nên càng thêm đáng sợ. Tuy nơi này tới không ít sinh hoa cảnh, nhưng đạt đến tầng 9 lại không nhiều, đừng nói 10 người, dù 20 người liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của ma viên. Bởi vậy mọi người đều đang chờ giao chiến với hung vật như vậy rất có khả năng chết đi tự nhiên là càng nhiều người càng tốt có điều thời gian này sẽ không quá lâu bởi vì ma khí nơi này ảnh hưởng ý chí của sinh linh khiến người ta trở nên điên cuồng đây là người nào cũng không muốn phát sinh ở trên người mình hiện tại những đại năng kia đang đàm phán một là thiên vận thạch quy ai người đoạt được chịu lấy ra bao nhiêu chỗ tốt đến xử lý những người khác mà kim huyết ma viên là cấp bậc vương giả máu thịt, da lông, cốt của nó đều có giá trị to lớn, cái này lại phân phối thế nào? Những ngày qua đang cãi cỏ, như buổi đấu giá, mỗi thế lực đều muốn dùng cái giá thấp nhất đến thu được lợi ích lớn nhất người nhiều, tự nhiên thành hội nghị vô tận. Nhưng hai ngày sau, con kim huyết ma viên kia lại chủ động giết ra. Nó cao tới 10 trượng, bộ lông màu đỏ, dài khoảng hai thước, ở dưới gió núi thổi nhẹ nhàng phất động móng vuốt cũng dài kinh người, từng chiếc đều dài ba thước như mâu nhọn, sáng lấp lóa khiến người ta nhìn liền sợ hãi. Đây là một yêu thú vương giả tu vi đạt đến sinh hoa tầng 9. Tản mát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, có thể sánh ngang linh anh tầng 1. Cũng vì như thế, nên một đám cường giả sinh hoa cảnh không dám dễ dàng khai chiến. Đùng đùng đùng, người dưới sinh hoa cảnh chân đều mềm nhũn, suýt chút nữa ngã trên mặt đất, khí thế kia thật đáng sợ. Lúc trước Phong Viêm lấy ra một tờ pháp chỉ của Linh Anh cảnh, liền để cường giả thần thai cảnh không thể động đậy. Bây giờ con ma viên này cũng mạnh gần như vậy, nhưng cũng có không ít người ngoại lệ, tỷ như Chư Toàn Nhi, Trầm Trung Thành, còn có vài người trẻ tuổi mà lăng hàn không nhận ra. Bọn họ lại đỡ được khí thế này. Những người trẻ tuổi kia là vương giả trong nhân tộc tuy còn non nớt, nhưng vương giả tuổi nhỏ cũng là vương giả, há có thể quỳ gối cúi đầu với một vương giả khác? Lăng Hàn không muốn làm chim đầu đàn nên kéo hổ nữ ngồi trên đất ngược lại mọi người đều ngồi cũng không cần sợ bị người chặn tầm mắt. Lại nói con ma viên này cao tới 10 trượng. Mục tiêu quá rõ ràng a à, giết, giết, ma viên lại nói được tiếng người, trong hai mắt màu đỏ tràn ngập thô bảo, lập tức triển khai tàn sát, ma chảo vung lên, soạt đánh ra năm đạo kinh khí. Kéo dài ngàn trượng, phốc 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 phốc, kinh khí xẹt qua, người nằm, ngồi hoặc quỳ trên đất đều không ngoại lệ, bị chia ra làm hai dừng tay, nó vừa ra tay, những cường giả sinh hoa cảnh kia liền ngồi không yên, dồn dập ra tay công tới Ma Viên. Phải biết nơi này không chỉ là bia đỡ đạn, còn có môn nhân đệ tử của bọn họ. Nếu như chết hết ở chỗ này, tổn thất kia liền lớn rồi. 1 2 3 4 5, Làng Hàn đếm lấy tổng cộng có 34 tên sinh hoa cảnh, có 3 người đặt đến tầng 9, 5 người tầng 8. 9 người tầng 7 còn tầng 7 trở xuống, kỳ thực ý nghĩa không lớn, đối đầu vương giả nhiều lắm chỉ có thể kiềm chế một hồi, căn bản không có năng lực đánh chính diện. Thật giống như lăng hàn, coi như bị 100 linh hải tầng 9 vậy công thì đã làm sao, còn không phải bị hắn miểu sát. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đại chiến giấy lên tuy ma viên lấy một địch chúng, nhưng ngược lại chiếm cứ chủ động ma chảo vung vẩy, mỗi móng vuốt đều vung ra một đạo kinh khí, không gì không xuyên thùng làm cho những cường giả sinh hoa cảnh kia chỉ có né tránh khắp nơi yêu trung vương giả thực rất cường đại mà viên vung vẩy hai tay mười ngón tùy ý vẽ ra từng đạo kinh khí tràn ngập lực phá hoại không gì không xuyên thủng Chỉ ít ở tầng thứ sinh hoa cảnh này nó thật vô địch rồi chi xì chúng cường giả sinh hoa cảnh lấy linh khí ra ngăn trở nhưng dù là linh khí cấp 6 cùng kinh khí đối cứng cũng xuất hiện từng đạo hoa ngân để cho bọn họ hút vào ngụm khí lạnh nếu như bị móng vuốt của ma viên bắt được vậy chẳng phải xong đời mà nếu như thân thể của bọn họ bị đập chúng coi như dùng nguyên lực phòng ngự hữu dụng sao cái ý niệm này vừa lên thì dù là sinh hoa tầng 9 cũng không dám tranh phong chỉ ở bề ngoài tiến hành kiềm chế không người dám đánh chính diện tự nhiên để ma viên tới lui tự nhiên lộ hết hung uy Đừng thấy thân hình nó to lớn, nhưng động tác cực kỳ linh hoạt, hơn nữa rất nhanh, chợt trái chợt phải, hốt trước hốt sau, quỷ dị khiến người ta chỉ muốn thổ huyết. Hoàn toàn là loại hình nhanh nhẹn, mà khi cường giả Sinh Hoa cảnh thật sự cho rằng nó là loại hình nhanh nhẹn thì Ma Viên lại khởi sướng xung kích bạo lực, chỉ nhìn chằm chằm một người ra tay. Người kia là Sinh Hoa tầng 2, thực lực kém xa Ma Viên, vừa bị nhìn chằm chằm mặt liền tái rồi mọi người vội vã cứu viện nhưng thể phách của ma viên mạnh mẽ lấy linh khí đánh ra kiếm khí đao khí ở khoảng cách xa căn bản là không thể xúc phạm tới nó thậm chí ngay cả một cọng lông cũng gọt không đứt hết cách rồi bọn họ không thể làm gì khác hơn là dồn dập vọt tới dù sao thì ma viên cũng nhìn chằm chằm tên sinh hoa cảnh kia tương đương với gánh chính diện bọn họ không phải sợ cận chiến giết giết ma viên đột nhiên quay đầu lại giết tới mọi người ai cũng biết trong ám ma xâm lâm tràn ngập khí tức quái dị ở lâu dài bất kể là yêu thú hay nhân loại đều sẽ trở nên điên cuồng thị huyết cái này dĩ nhiên tăng lên lực sát thương nhưng cùng lúc cũng ảnh hưởng tới thông minh nói thật mất đi trí tuệ vậy sức chiến đấu mạnh hơn nữa cũng phát huy có hạn cái này cũng là nguyên nhân mà mọi người dám vây công ma viên nhưng ai có thể nghĩ tới một đám người lại bị ma viên trêu chọc dương đông kích tây, dẫn xà xuất động, đây thực sự là một hung vật chỉ biết giết chóc sao. Không được, chúng cường giả sinh hoa cảnh xanh cả mặt tuy nhân số của bọn họ nhiều, nhưng đánh nhau chính diện, thật chặn được một vương thú sinh hoa tầng 9 sao. Dù sao bọn họ chỉ có ba sinh hoa tầng 9 mà thôi. Mà đúng lúc này, ba cường giả sinh hoa tầng 9 kia lại lui trước theo sau là sinh hoa tầng 8, sinh hoa tầng 7, cảnh giới càng cao. Tự nhiên năng lực khống chế sức mạnh bản thân càng mạnh. Ma Viên cười quái dị, đùng đùng hai cánh tay bóp lại, mỗi tay nắm lấy một tên cường giả sinh hoa cảnh ung dung vui vẻ. Sinh hoa tầng 9 đối phó tầng 5, hơn nữa người ta là vương giả, tự nhiên sẽ có kết quả này, ai bảo mọi người chỉ muốn chạy chứ cứu ta. Cứu ta? hai tên sinh hoa cảnh bị bắt đều kêu to, liều mạng dãy rủa ý chí võ đạo lộ ra, ngoài thân có vô số mạch văn mở rộng, hiện ra ánh sáng kinh người, nếu mỗi một mạch văn đánh xuống. Này đủ để giết chết một đám thần thai cảnh, nhưng hiện tại là làm sao cũng tránh không thoát khống chế. Vương cấp oai, hiển lộ hoàn toàn. Đùng, đùng, hai chảo của ma viên dùng sức bóp nát hai tên sinh hoa cảnh oanh, sức mạnh đáng sợ rung động, vang vọng ở trong thiên địa võ giả tu luyện tương đương với biến bản thân thành lô tăng lên chính mình đặc biệt là sau khi bước vào sinh hoa cảnh trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa cực kỳ đáng sợ hiện tại bị bóp nát sức mạnh kinh khủng kia mất khống chế tự nhiên kinh người nhưng ma viên không sợ chút nào ngược lại mở miệng lớn ném thân thể của hai sinh hoa cảnh vào miệng nhai mấy cái liền nuốt sống hí mọi người thấy mà hít một ngụm khí lạnh nhân loại và yêu thú kỳ thực chính là quan hệ ngươi ăn ta ta ăn ngươi bởi vì huyết nhục của song phương đều có chỗ tốt cực lớn ăn đến ăn đi là rất bình thường thế nhưng đứng ở lập trường nhân loại mà nói nhìn thấy đồng loại bị nuốt sống vẫn có lực sung kích rất lớn hơn nữa kia là hai cường giả sinh hoa cảnh a đối với bất luận thế lực nào mà nói này cũng là tổn thất không thể chịu đựng Ăn hai sinh hoa cảnh xong, hai mắt của Ma Viên càng thêm lóng lánh như hai mặt trời nhỏ, nó lại nhìn chằm chằm mọi người, sát ý kinh thiên động địa. Lăng Hàn thầm lắc đầu, nếu như võ giả nhân loại lại mỗi người một ý như thế, vậy chỉ có phần bị Ma Viên đánh tan. Hơn nữa, Ma Viên đã là sinh hoa cảnh đỉnh cao, nếu như ăn mười mấy võ giả sinh hoa cảnh, nói không chắc có thể thăng cấp. Bước vào linh anh, lấy uy thế của yêu thú vương giả, đến trên trăm sinh hoa cảnh cũng vô dụng quên đi nhân lúc bọn họ đánh kịch liệt vẫn là trước chiếm thiên vận thạch lại nói Lang Hàn thầm nói ánh mắt quét qua phát hiện không chỉ hắn đánh chú ý như vậy những thiên tài có thể chống cự uy thế của ma viên kia đều chuyển động dồn dập vào cốc người thông minh vẫn rất nhiều nha Lang Hàn đứng lên phóp mấy đội viên bên cạnh hắn không ai không chừng mắt sao thiếu niên này có thể đứng lên rõ ràng chỉ là Linh Hải tầng 7 mà thôi lẽ nào hắn cũng là gấp bậc vương giả trong nhân loại ngay cả tả vũ đạo cũng co rúm không nghĩ tới tùy tiện chiêu con pháo thí lại là võ trung vương giả nếu như hiện tại lăng hàn sinh sát tâm vậy muốn giết hắn thực sự là quá đơn giản lăng hàn khẽ mỉm cười nói các vị nghỉ ngơi một hồi ta đi xem náo nhiệt một chút hắn nhanh chân chạy đi hổ nữ tự nhiên cũng theo sao Phó nhìn thấy tiểu nha đầu cũng đứng lên chạy mọi người đều phun mạnh bọn họ thậm chí còn không bằng tiểu nha đầu năm sáu tuổi làm sao chịu nổi làm sao chịu nổi à một lớn một nhỏ kia đều là quái vật tu ra bảy đạo khí có thể xưng vương giả ở trong nhân loại hiện tại có thể hành động như thường chính là vương giả như vậy mà chỉ cần tu ra khí thì có tiềm chất trở thành vương giả mặc dù không cách nào hoàn toàn chống lại uy thế kia nhưng vẫn có thể hoạt động tu ra khí càng nhiều, năng lực chống cự sẽ càng mạnh. Nhìn thấy chỉ ít mấy trăm người chạy về thung lũng, Lăng Hàn không khỏi sợ hết hồn, không nghĩ tới có nhiều người tu ra bảy đạo khí như vậy. Có điều cũng không hoàn toàn là người trẻ tuổi. Còn có rất nhiều tráng niên hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi, thậm chí là lão niên. Tốc độ của thần thai cảnh tự nhiên nhanh nhất, chỉ mấy hơi thở liền đến sâu trong thung lũng trên vách động có một hang núi, này chính là xào huyệt của ma viên, cửa hang phảng phất như một ma khẩu, có thể nuốt chừng tất cả. Oanh 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 oanh, người chạy ở phía trước lập tức bị bắn bay trở lại, nơi cửa động từng mạch văn phát sáng, cực kỳ óng ánh. Mẹ kiếp con ma viên kia lấy sức mạnh phong ấn cửa động. Đây không phải trận pháp cũng không phải cấm chế, chỉ là lấy sức mạnh của sinh hoa cảnh khóa lại. Nhiều nhất kéo dài mấy tiếng, nhưng ở trong vòng mấy tiếng này trừ khi sức mạnh đạt đến sinh hoa cảnh mới có thể xé ra một lỗ hổng tiến vào bên trong tất cả mọi người há hốc mồm ai nói ma viên ngốc bọn họ đều bị trêu chọc à thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau